Chiều hôm qua 16 tháng 4, Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ ven biển tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức thực tập phương án chữa cháy rừng đợt 2 năm 2024 tại rừng đặc dụng Vườn Chim Bạc Liêu. Tình huống giả định được đặt ra là nhân viên bảo vệ rừng phát hiện ra đám cháy, báo cho lãnh đạo trực chỉ huy. Người chỉ huy sau khi nhận được tin báo, nhanh chóng tổ chức trinh sát đám cháy, xác định vị trí, hướng chữa cháy chính và huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tại chỗ để tham gia chữa cháy. Đồng thời báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi nhận được tin báo tiến hành huy động lực lượng, đưa hai phương tiện tham gia chữa cháy, tiến hành dập tắt đám cháy trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn. Thông qua buổi diễn tập nhằm nâng cao tính chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2024, tăng cường năng lực lãnh đạo điều hành, đảm bảo chủ động và hiệu quả trong việc chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu, hỗ trợ khi có cháy rừng xảy ra, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng trong việc xử lý tình huống, đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2024.